Nhắc đến món Thái thì không thể không nhắc đến nhà hàng Mochi, một nhà hàng nằm trong chuỗi F&B của tập đoàn Novaland. Hi, xin chào các bạn, là Thạch đây. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thưởng thức những đồ ăn Thái trong nhà hàng Mochi nha. Nhà hàng này thì nằm tại 2 bis Nguyễn Thị Minh Khai. Khu vực này thì gồm nhiều quán ăn, quán cà phê và showroom của Novaland, cho nên ngoài việc đến đây để ăn uống, vui chơi thì các bạn có thể đến đây chụp hình sống ảo nha, rất là đẹp. Nhà hàng được trang trí với gam màu nâu tạo không khí rất là nhiệt đới. Nhà hàng thì phục vụ món chủ đạo là món Thái nhưng cũng có cái món Ấn này nha các bạn. Giá dao động từ 39.000 cho tới 200.000. Mình có gọi một cá chẽm chiên giòn với salad xoài, súp tôm dùm, bát Thái tôm, cổ heo nướng, gà sa tế với sốt Thái và tráng miệng bằng xôi xoài mangutri. Về nước uống thì mình gọi một trà sữa Thái và một sinh tố mangutri. Với món cá chẽm chiên này thì bên ngoài giòn, bên trong lại rất mềm, ăn với cái gỏi xoài chua chua ngọt ngọt cay cay, ăn rất là đưa miệng luôn. Tiếp theo là món cổ heo nướng Kurobuta. Món này thì ăn vào dai dai, giòn giòn, sật sật, ăn khá là vui miệng. Cộng với cái nước chấm của nó ăn rất là mặn mặn, the the, rất là kích thích vị giác luôn. Nhưng mà cái cổ heo này thì ăn không được tốt cho sức khỏe lắm, cho nên các bạn không nên ăn quá nhiều nha. Còn món gà nướng sa tế súp Thái thì rất là ngon, chấm với cái tương đậu phộng này béo béo bùi bùi thì đúng là hết bài. Nhưng mà các bạn nhớ món này phải ăn hạt là nóng nha, khi nguội giảm bớt đi độ ngon đó. Món bát Thái này thì chuẩn vị Thái luôn các bạn, ăn rất cay cay và thơm thơm. Thì trong mỗi phần là có 5 con tôm to và ú nụ, ăn rất là tươi nha. Và đây, món mà mình đánh giá là ngon nhất của bạn ngày hôm nay, đó chính là súp tôm dùm. Trong mỗi phần thì gồm 5 con tôm như hình, ăn rất là tươi. Nước súp thì chua chua, ngọt ngọt, cay cay, ăn rất là đưa miệng nha các bạn. Thì khi các bạn tới đây thì nhân viên sẽ hỏi các bạn là lựa chọn độ cay, thì các bạn sẽ lựa chọn độ cay phù hợp nha. Món tráng miệng của mình là xôi xoài, hạt nếp dẻo dẻo, thơm thơm, kết hợp với lại nước cốt dừa béo béo ngày ngày đã rất ngon rồi. Còn thêm cái vị ngọt ngọt chua chua của xoài thì đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.